Nhà vườn Phong Sơn nay lên giới thiệu với các bác một cặp tùng La Hán. Tùng La Hán miền Bắc, tùng La Hán lá nhỏ đó. Mỗi cây thì có chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 2m, 2m1 các bạn ạ. Nếu như các bác tính cả chiều cao quả chậu từ đất lên thì nó rơi khoảng tầm 2m rưỡi, từ đất lên tới quả phúc. Và tán rộng bên dưới nó rơi khoảng tầm 1m rưỡi, tán khoảng 1m rưỡi. Cây này thì đã thuần chậu rồi nên các bác chơi thì các bác yên tâm. Và em cũng xin báo giá luôn là đôi tùng này có giá là 22 triệu, 22 triệu đôi tùng. Còn cái cây em cây ở giữa đó là cái cây lục vừng. Cây lục vừng này thì mùa này nó đang rụng lá, Tết là nó ra hoa. Cây lục vừng này thì có giá là 8 triệu thì tiện đây thì em cũng báo luôn. Còn đôi tùng La Hán lá nhỏ, tùng La Hán miền Bắc, đôi này có giá là 22 triệu cả chậu. Các bác coi nó hợp với không gian sân vườn nhà mình, các bác giao lưu với nhà vườn Phong Sơn. Đặc biệt là chơi tùng La Hán là một trong những loại cây đại diện cho bậc chính nhân quân tử đấy, tùng La Hán. Nhà các bác chơi tùng La Hán thì nó có toát lên một vẻ gì đó rất là sang, một loại cây tùng, chơi tùng thì nó rất là sang. Đó. Các bác coi nó hợp với không gian gia đình nhà mình, các bác giao lưu với nhà vườn Phong Sơn. Cây em giao các bác tới tận nhà, các bác nhận đúng cây mới thanh toán. Cảm ơn các bác.